Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với phần khởi tạo ban đầu cho phần mềm Revit. Các bạn thấy nhiều dự án ấy, các bạn thấy triển khai Revit là dựa vào cái file kết thiết kế có sẵn đúng không? Thì vấn đề bây giờ chúng ta phải đưa cái file kết này vào phần mềm Revit. Cách đưa đấy người ta gọi là link kết hoặc là import kết. Đấy. Thì bây giờ để làm công việc đấy thì chúng ta làm nào? Bình thường ấy, đây là tôi giới thiệu, đây là cái bộ thư viện, bộ tài liệu đính kèm mà chúng tôi để trong khoa học. Thì các bạn có thể download về. Thì khi download về bạn thấy có ba thư mục là Family, Packet và Revit kiến trúc kết cấu đúng không? Thì bây giờ bạn vào Packet này. Thì thường ấy trong khi bạn nhận được bản vẽ thiết kế thì sẽ có một cái file tổng. Cái file tổng có thể là chỉ một file thôi. Và cái file tổng đấy bạn không thể liên kết được. Tại sao? Cái đặc điểm của liên kết là mỗi cái tầng, mỗi cái file kết tầng nó phải vào một view. Còn đây bạn mở đây hả? Bạn mở đây nhá. Bạn mở đây thì thấy tất cả những cái trong một file kết mà gồm rất nhiều tầng đấy. Đấy đúng không? 4 tầng đấy. Thì nếu bạn link thẳng file này nó sẽ chỉ vào một view thôi. Một view mà có 4 tầng là không bao giờ có thể đạt được. Nên bây giờ chúng ta phải tách những cái file tầng này, cái bản vẽ tầng này ra một file riêng rồi chúng ta mới link được. Hạn tôi lấy cái tầng này để link vào như nào. Đầu tiên bạn phải copy nó sang một file riêng, bạn quét tất cả các tầng đúng không, quét từ trái sang phải thì chúng ta phải chọn hết, quét từ phải sang trái chúng ta chọn một phần, chỉ cần một phần là chọn được. Thì bạn quét từ trái sang phải này, được chưa? Rồi bạn copy nó, Ctrl C, sau đó tạo mới một file là Ctrl N và đây chọn template này, template thông dụng nhất ACET, và Ctrl V là paste nó vào. Bạn thấy nó chưa có gì đúng không? Bạn paste chuột trái này vẫn chưa có gì đúng không? Đúp chuột giữa. Thế bạn thấy ở đây là nó ra một file, và các bạn thấy vấn đề ấy, mở lại file Revit này, file Revit nó cũng định một cái gốc tọa độ. Đấy, được chưa? Gốc tọa độ là điểm 000 đúng không? 000. Bởi vì đây là ba chiều mà, phải có ba thông số x, y, z 000. Và để nhìn thấy được cái gốc tọa độ đấy thì làm như nào? Thì bạn chọn vào visibility graphic cũng vậy. Và bạn chọn đến phần size này. Size. Được chưa? Chọn đến project playboy, ok. Bạn thấy gốc tọa độ nằm đây. Được chưa? Và đối với liên kết ấy, tối ưu nhất ấy, là nên để gốc tọa độ 00 file kết trùng với gốc tọa độ 000 của Revit. Thì bây giờ bạn sẽ vào file kết để file này đúng không, để đưa vào gốc tọa độ. Ví dụ tôi muốn để cái giao điểm hai trục này là 00 đúng không, làm nào? Quét tất cả mặt bằng, chọn lệnh mu mờ, sau đó bạn di vào giao điểm này và dưới đây bạn nhập đưa về 00 đúng không, ok. Đấy bạn thấy cái trục xy này nó về 00, tức là chúng ta đã thiết lập thành công này. Sau khi làm thế bạn lưu vào, và trước khi bạn lưu ấy có một cái mẹo nhỏ đây, nó ở trong kép có một lệnh pu, lệnh pua ấy, tức cái lệnh xóa tất cả những cái đối tượng không cần thiết, bạn chọn pu, ok. Thì đây các bạn chọn pua on, ở đây nó hỏi thì bạn chọn pua on item, được chưa? Ok, như vậy là nó đã xóa tất cả đối tượng không cần thiết, còn những đối tượng hiện đây là đối tượng cần thiết quan trọng. Bạn lưu nó vào công thức s, tạm để ở desktop nhé, desktop ghi là file link kép, được chưa? File link kép đấy, file link kép đây, ok. Sau đó bạn sẽ trở lại file Revit này. Bạn sẽ chọn nó insert, được chưa? Insert này. Mà link kết. Và chọn đến thư mục desktop đúng không? File link kết này. Và đây nó hiện ra một dải các tùy chọn. Thì đầu tiên chúng ta đi vào đây. Color. Color tức là màu. Preserve tức là nó sẽ link kết vào Revit ấy. Và khi link kết vào rồi thì màu giống màu trong kết. Màu trong Revit giống màu trong kết. Chọn này, ok.
Thấy thấy chưa, thấy màu giống hệt trong get đúng không? Ok, bạn không Ctrl Z để trở lại này, tiếp tục link get này, chọn màu trắng và đen, nghĩa là thế nào? Nghĩa là khi link get vào thì cái file link get trong Revit chỉ có hai màu trắng và đen thôi. Đây bạn chọn được chưa? Ok đấy, chỉ có hai màu trắng và đen thôi. Và thứ ba cái cuối cùng trong phần color đó là invert, nghĩa là thế nào? Bạn ok là bạn sẽ biết. Bạn nhìn thấy đây nó sẽ đảo màu theo một cái cơ chế nào đó của Revit, nó sẽ sang hệ thống màu khác hẳn, được chưa? Ok, đấy là cách liên kết theo màu. Tiếp theo là layer level, nghĩa là nào? Đầu tiên on tức là trong kết tất cả có bao nhiêu layer thì vào đây Revit hiển thị hết, bạn chọn on này, liên kết đấy thì nó sẽ hiển thị sạch, kể cả những layer đang ẩn trong kết vẫn hiển thị. Tiếp theo là phần visible, tức là ở đây nó chỉ cho phép hiển thị những cái layer trong kết mà trong kết đang hiển thị, còn layer ẩn thì nó không, nó sẽ không link vào đấy. Cái này tùy chọn này, nói chung không nên dùng. Tại sao? Vì nhiều khi trong get chúng ta đang ẩn nhầm layer thì vào đây nó sẽ không link vào, nên nhiều khi cũng bất tiện cho chúng ta, được chưa? Và tùy chọn thứ ba là cho phép chúng ta ở đây này chọn những layer nào cần link vào. Đấy. Ok. Link vào. Đây bạn thấy nó hiện ra đúng không? Các layer link, những tùy chọn này chúng tôi cũng không đề xuất dùng, bởi vì ở đây toàn những ký hiệu chúng ta chẳng biết là cái gì đúng không, nên bạn chẳng biết chọn cái layer nào cho đúng cả, nên chỗ này cũng không nên dùng. Nên nói chung cái phần chọn layer này các bạn nên chọn ôn đi, chọn ôn hết cho nó nhanh, ôn thôi. Và bây giờ import unit là cái đơn vị mà bạn đưa vào này. Đầu tiên bạn chỉ cần lưu ý cho tôi hai đơn vị này, mm và inch. Mm là gì? Là file link vào nó sẽ có dạng là mm. Đấy bạn thấy link vào nha. DI này. Ví dụ đây, ở đây nó chú thích là 2500 đúng không? Đó. Đúng là 2500 mm đúng không? Bây giờ bạn thử link sang inch thế nào? Inch. Ok. Inch này. Chọn file get. Quá lớn. Bạn link xem nào, đo xem nào. Đấy. Bạn link lại nhá. Tắt đi. Link get này, chọn in này. Chọn file get. Đấy, rất lớn đúng không? Ở đây các bạn đoán có được 2500 mm không? Tôi đoán chắc chắn là không được. Hơn thế rất nhiều, bạn thấy. 63.500 mm, đây là đơn vị chúng ta đang đo theo mm. Tại sao con ra số 3500? Thì bạn biết 1 inch bằng 25.4 mm, thì bây giờ bạn thử chia 63.500 mm chia 25.4 có ra 2500 không? Đấy, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ bật file Excel lên. Lấy 63.500 này, 25.4 này, được chưa? Ok, chọn đây, chia ra 2500 chuẩn, nghĩa là thế nào? Tức là nếu bạn chọn đơn vị inch ấy thì cái giá trị vẫn là 2500, nhưng là inch 2500 inch chứ không phải 2500 mm. Nên bạn thấy ở đây chọn cái tùy chọn này là đơn vị nhưng cái giá trị vẫn là 2500, được chưa? Còn bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần positioning. Phần này nghĩa là thế nào? Phần này bạn chọn link này, phần này origin cho origin như tôi đã nói, tức là gốc tọa độ của file get trùng với gốc tọa độ file Revit, tức là 00 file get trùng với 000 của Revit, chọn này. Bây giờ ở đây bạn chọn mm nhé, chỗ này để dạng reserve này, ok nhé, chọn này. Đấy, được chưa? Thấy bây giờ nhá, bây giờ bạn sẽ tìm, bạn mở ra, bạn chọn đến phần size đi, size để chúng ta hiển thị project bay, ok đúng không? Rồi chúng ta vừa đặt gốc tọa độ của file ở đây đấy, bây giờ trùng file để viết này. Đấy là cách
Origin cho Origin Auto. Tiếp theo này, bây giờ tiếp theo là Auto Center cho Center, tức ở đây nó là điểm giữa của file get phải trùng với điểm giữa file delete. Đây, ok, đây là tự động, bạn thấy. Bây giờ bạn VG chọn sai này, sai, đấy, sai được kìa. Đấy, giờ điểm giữa file get này, đúng không? Đây nó tính điểm giữa, bạn nhìn thấy đúng không? Đây là nó tự tính sẽ trùng, được chưa? Tiếp theo, manual là gì? Manual origin nghĩa là gì? Bạn thử chọn này. Đấy, khi bạn chọn này, chúng ta di được. Nhưng bạn thấy sao? Con trỏ luôn chạy quanh cái gốc tọa độ của file get này. Đấy là manual origin, được chưa? Còn manual center, ok, chọn file get này. Đấy, bạn thấy con trỏ bây giờ luôn chạy quanh điểm giữa của file get. Nên nói chung ấy, bạn nên chọn auto origin origin này, nó link nó chuẩn nhất. Với cả một lý do thứ hai là về sau ấy, các bạn có thể triển khai nhiều tầng mà chúng ta chọn một gốc tọa độ chuẩn, về sau chúng ta link rất chính xác, nhất là về sau vẽ ống trục. Khi các tầng link chính xác thì chúng ta vẽ mới chính xác, thì ống trục mới chính xác được. Đấy, cái lý do là như vậy. Thì bạn đã hiểu về cách link đây, được chưa? Và bây giờ còn một cái lưu ý cuối cùng là current view only. Bây giờ bạn ví dụ tôi có hai cái mặt bằng này, đúng không? Hai mặt bằng này của tầng 1. Đấy, ví dụ tôi link get này. Đấy, tôi chọn, tôi không để chọn này. Thì giờ tôi link get này. Origin origin này, ok. Thì bạn thấy mặt bằng này có, mặt bằng này cũng có. Đấy, tức là tầng 1 này. Tầng 1 tức là hai mặt bằng này có cùng cao độ, đều của tầng 1 đúng không? Thì khi bạn thấy chúng ta bỏ tích cái tùy chọn này thì nó link vào tất cả các view của tầng 1, từ mặt bằng, hai mặt bằng và mặt 3D cũng có. Đây. Được chưa? Đấy, được chưa? Và cái tùy chọn tích vào current view only, tức là ở view hiện hành của chúng ta đang để một mech đúng không? Thì bây giờ chúng ta tích vào đây, nó chỉ link vào cái view này thôi. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn biết. Open. Được chưa? Đây. Thì nó chỉ link vào view này. View này bạn tích vào có, không có. View 3D, không có. Đúng không? Thì ý nghĩa của view này là thế. Nên khi chúng ta chọn, nên chọn cái này. Bởi vì tại sao? Ví dụ chúng ta có hai bản két, ống gió riêng này, ống ga riêng chẳng hạn. Bạn vào cái file tổng này, bạn thấy ở đây nhá, ống ga riêng này, ống điện này, ga này, đúng không? Thì chúng ta phải link get vào ba cái view này, ba view này nó cùng một tầng 1 chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta phải để current view only. Nếu link riêng không về sau, nếu chúng ta bỏ tích ấy, thì các bạn thấy khi link ống gió này thì nó cũng vào link vào hai cái view này, để sau các bản két chồng lên nhau thì nó không thuận tiện, đúng không? Ok. Đấy là cái phần link get. Sau khi các bạn link xong ấy, chẳng hạn link xong, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ điều khiển file get trong mô hình này như nào. Thì đầu tiên ấy, muốn điều khiển được thì bạn chỉ vào nút select này, chọn select link. Đấy, khi chọn select link bạn thấy chúng ta chọn được đúng không? Đấy, tích vào là chọn được. Đấy. Bây giờ muốn di chuyển nó như nào? Bạn lưu ý có hai cái nút, nút pin này, nút unpin này, bỏ đi. Bắt đầu di chuyển được. Đấy, bạn thấy đúng không? Di chuyển được bình thường. Và muốn cố định nó lại, lại pin thôi, đúng không? Và muốn xóa nó đi thì bạn phải ăn pin trước và chọn nút đen là xóa. Ok, đấy là cách xử lý điều khiển nó. Tiếp theo là chúng ta hiệu chỉnh layer thế nào. Bạn chọn đây nhé, bạn thấy hiện ra ngay nút query đây. Đấy, chọn. Và bạn chọn vào bất kỳ layer nào, ví dụ chọn layer này, nó có hai tùy chọn cho bạn, tức là delete và ẩn thôi. Delete là gì? Tức là xóa hẳn cái layer trong cái link get này. Đấy, được chưa? Và ẩn, ẩn là tạm thời chúng ta chỉ là ẩn nó đi thôi, chứ nó không bị xóa. Đấy, được chưa? Thường ví dụ delete bạn xóa những cái nét nội thất này, bàn ghế gì đấy, đúng không? Chọn đây, chọn này, delete nó luôn cho nó đẹp, đúng không? Chúng ta đang vẽ cơ điện, nội thất chúng ta bỏ đi. Ok, đúng không?
Đấy là cách chúng ta điều khiển file link ghép đúng không? Bạn chọn đây bạn thấy cũng có thuộc tính của nó, bạn chọn edit type. Đấy, edit type chọn đơn vị là gì? Hệ số, tỷ lệ như nào. Nói chung cái này bạn đừng can thiệp. Đấy, nếu can thiệp nhiều quá ấy, nhiều khi làm hỏng file ghép chúng ta. Thế này là được rồi. Ok. Đấy, file link ghép. Đấy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn, nói cho bạn biết sự khác nhau link ghép và import ghép. Bây giờ tôi có link một cái file máy này đúng không? Ok. Bây giờ trong cái file ghép này tôi vẽ thêm một số đường, thêm mấy cái đường đây đúng không? Ok. Bây giờ tôi lưu nó lại xong. Bây giờ tôi trở lại file David. Bây giờ bạn thấy tôi vẫn có thể cập nhật cái đường đấy vào đây được. Nếu tôi dùng chức năng link ghép thì muốn cập nhật thì bạn vào thanh quản lý manage manage link đúng không, AutoCAD này, chọn cái file này đúng không, reload lại nó. Ok, bạn thấy cái đường này nó tự cập nhật đấy đúng không, đường này tự cập nhật thì đấy gọi link ghép. Link tức là hai cái link với nhau nhưng nó vẫn còn quan hệ với nhau, quan hệ với nhau khi trong file ghép thay đổi thì cái này thay đổi theo. Đấy là link ghép được chưa. Bây giờ là đến import ghép này, tôi insert, tôi link ghép, tôi chọn file link ghép này, tôi chọn import ghép này, chọn file link ghép, cái này vẫn như nhau đấy. Ok được chưa, vẫn đưa vào. Nhưng vấn đề bạn kiểm tra ở đây này, ở kiểm tra này nó không còn file link nữa, ở đây nó không còn file link nữa, chứng tỏ ở đây khi đã import vào là cố định không thay đổi nữa. Bạn có cập nhật ở trong kia thì nó cũng không thay đổi nữa. Đấy là import get. Nên cái link get là nó ưu việt hơn hẳn import get. Import get thì nói chung là cũng không thích hợp lắm, bởi vì nhiều khi trong file get chúng ta cần những chỉnh sửa thì trong nó sẽ không nhận cập nhật vào Revit. Thì tôi khuyến nghị các bạn nên dùng link get, nó thuận tiện hơn. Thì bài này tôi đã hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa file get, link get, cách link get và điều khiển cái đối tượng get trong Revit. Bài học của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin chào tạm biệt.